Cũng trong ngày 1 tháng 6, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tối ngày 17 tháng 5, đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy tuần tra phát hiện 4 đối tượng gồm Nguyễn Tất Độ, Nguyễn Đình Văn, Lê Khắc Tài và Nguyễn Đình Hóa trong độ tuổi từ 23 đến 30 đều ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang tụ tập tại khu vực đầu ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, gần một ô tô tải nhãn hiệu Hyundai. Khi vừa nhìn thấy lực lượng công an, các đối tượng vội vàng bỏ chạy nhảy xuống mương nước trên đường Mạc Thái Tổ nhằm trốn thoát. Tuy nhiên, tổ công tác triển khai đội hình vây bắt nhanh chóng khống chế được các đối tượng, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Các đối tượng khai nhận cả nhóm góp tiền mua được chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai không giấy tờ với giá 30 triệu đồng, sử dụng để đi trộm cắp tài sản. Liên tiếp các ngày khoảng giữa tháng 5, nhóm đối tượng đi xe đến công trình xây dựng trong ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, lấy trộm cáp điện mang đi bán. Tối ngày 17 tháng 5, các đối tượng rủ nhau quay trở lại khu vực đầu ngõ 22 Mạc Thái Tổ để tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị bắt giữ. Theo định giá sơ bộ, tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp tại công trình trong ngõ 22 Mạc Thái Tổ là hơn 200 triệu đồng, hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.